là bị viêm mũi mà dị ứng sáng nào mà ngủ dậy á, dù cho chị bình thường hay trời mưa trời nắng gì á, ngủ dậy là hắt xì hơi là mấy chục cái luôn, mà chỉ có con mới có cho trùm gan mất tuần thôi, không để ý mấy ngày con không thấy ảnh bị hắt xì đâu, mà sáng nào dậy cũng im ru là đi làm luôn, thì ảnh đi làm sớm rồi khuya về trễ, mà tối nào về cũng cho trùm gan á, tới nay không thấy ảnh bị hắt mà bị mấy chục năm nay uống thuốc rồi mình không thấy đó. Vậy là trường gan rất là hay. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ.